Nói Nhật Bản trước năm 45 đã là một cường quốc rồi, thì bây giờ nhìn lại Việt Nam, trước khi chiến tranh xảy ra thì so với lại Đài Loan, so với Nam Hàn, so với Thái Lan thì đã làm... Tại sao Sài Gòn trở thành hòn đảo phía Đông là tại vì Sài Gòn là cái căn cứ quân sự chính của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á và Mỹ. Nếu mà Quang nói là Sài Gòn là một cái hòn ngọc Biển Đông là do nhận viện trợ của Mỹ, được viện giúp đỡ cho nên phát triển nhanh, phát triển vượt bậc cho với những cái nước xung quanh. Thế thì có nhiều cái ý tranh luận với Quang, nếu mà họ đặt ra như thế này thì Quang sẽ trả lời thế nào? Tại sao từ mức là mình đang phát triển vượt bậc so với bạn bè xung quanh mà mình lại đánh sập đổ tất cả để mà trở lại là con số 0 và bắt đầu bằng 25 năm đi thụt lùi với kinh tế tập trung xã hội chủ nghĩa, đưa tới nghèo nàn lạc hậu mãi cho tới ngày nay? Tại sao mình phải đi ngược như vậy? Câu hỏi thì em ý là học búa bản thân chung thì chung đã hiểu. Chỉ mong là Quang cùng tranh luận để cùng tháo gỡ cái nút thắt này thôi. Thanh. Chị Trà My đưa ra một số cái sự so sánh và anh Trung thì đưa ra một số cái sự nhận định đồng tình. Thế nhưng mà không biết là mọi người có để ý đến cái mức độ tàn phá của chiến tranh ở Việt Nam hay không và cái sự ảnh hưởng của nó đến bây giờ. Bạn nên nhớ lại Đông Đức, phía Tây Đức, mức độ tàn phá chiến tranh nó như thế nào và ở nước Nhật Bản bị tàn phá chiến tranh nhiều như thế nào, và kể cả Trung Quốc, những cái vùng duyên hải mà gần ven biển đó, bị bom thả nhiều cỡ nào cũng giống như mình vậy. Mình không có hơn gì họ hoặc là mình không có tệ hơn họ đâu, mà tại sao mình vẫn yếu hơn họ? Cái câu hỏi nằm ở chỗ đó đó bạn. Chứ là nếu là giả sử bạn đưa một cái luận cứ là do mình bị quá tàn phá nhiều hơn họ, mình yếu hơn họ, luận cứ đó coi chừng không đứng vững. Chắc là Việt Nam á, thật ra là từ xưa đến nay chỉ là một cái lịch sử dựng nước giữ nước, chứ chưa có cái lúc nào mà gọi là yên ổn tình hình chính trị hay là cái sự tự do trong nước. Đúng, đúng, đến cả hôm nay. Thì cái đấy là cái mà người ta chú tâm nhiều hơn cái việc trước hết là người ta không chưa có đủ khả năng. Và cái thứ hai là người ta không có đủ điều kiện như những nước khác để tập trung phát triển kinh tế, bởi vì kinh tế chỉ là một mặt trong phát triển đất nước, còn văn hóa, còn giáo dục, còn rất là nhiều vấn đề an sinh xã hội nữa. Do vậy cái, mà hiện nay cái vấn đề của thằng đưa ra rất là rộng. Mình sẽ đâu có thêm, để mà giữ được nước có rất nhiều chiến lược, có rất nhiều sách lược, có rất nhiều cách thức khác nhau mà trong đó có kinh tế đóng vai trò khá là chủ đạo nữa Thành. Mình đồng ý với việc là kinh tế đóng vai trò rất chủ đạo, nhưng xuất phát điểm của Việt Nam vẫn không phải là một nước có tiềm lực về kinh tế, bởi vì ngày xưa ở mặt Viễn Đông, Sài Gòn rất phát triển là Mỹ mang nhiều tiềm lực, đổ nhiều công sức các thứ vào để phát triển Việt Nam. Thì dân Sài Gòn cũng có lao động nữa Thanh ơi. Vấn đề đặt ra là dân Sài Gòn có lao động mà có lao động rất tốt, kể cả người nông dân, làm việc rất tốt, rất hiệu quả. Nhưng từ cái thời mà Cộng sản lãnh đạo thôi, người nông dân làm việc không còn hiệu quả nữa. Kể từ những năm gần đây, nhà nước mình cho mở cửa kinh tế thì lúc đó dân mình mới thực sự là lao động thôi, nhưng cũng chưa thực sự nữa. Tại sao mà chưa thực sự thì mình sẽ trả lời sau. Việt Nam rất coi trọng vấn đề độc lập và tự do, tức là từ xưa đến giờ cũng chỉ có giữ điều đấy. Cho nên là Việt Nam cần phải có một thời gian dài hơn một số nước khác. Không biết mình có hiểu ý Thanh không, là mình bây giờ mới bắt đầu gọi là đang phát triển, chứ trước đây mình chưa có bao giờ phát triển. Mình chẳng qua mình mới tạm gọi là bình ổn về xã hội quốc gia thôi, đúng không? Vậy theo Thanh là từ năm mấy, từ khi nào Việt Nam mới gọi là bắt đầu mà hoàn toàn nỗ lực cho việc phát triển kinh tế? Chính vì thì một cái quá trình lịch sử nó như vậy, do đó mà Việt Nam sự đi lên tốc độ phát triển Việt Nam hơi bị chậm. Mình đã hỏi lại Thanh như vậy, thì theo Thanh và theo Quang đó, từ khi nào Việt Nam mình mới thực sự bắt đầu phát triển? Để mình cùng nhau suy nghĩ là Việt Nam có phát triển đúng tầm mức của nó hay không? Theo các bạn là từ mốc từ năm nào? Thời điểm để xác định là khi nào phát triển, khi nào bắt đầu cái thứ rất là khó. Bởi vì là chúng ta còn phải dựa vào cái xuất phát điểm từ ngày xưa cho đến bây giờ để chúng ta... Nếu như vậy có nghĩa rằng là các bạn vẫn chưa thấy được cái thời điểm của Việt Nam đã thực sự bắt đầu phát triển. Dạ phải. Nào? Đó, nếu các bạn đi vào vòng thì mình không thấy thời điểm. Thứ nhất là cái thời điểm năm 86 để đổi mới, đúng không ạ? Và chúng ta có thể lấy một cái thời điểm khác nữa là khi mà Mỹ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam, cái đời sống của người dân Việt Nam trước năm 97 khi mà bị Mỹ cấm vận, và sau 10 năm 2007 thì thấy có đổi mới không ạ? Người ta xây nhà, xây cửa. Trâm Y đồng ý với Quang là Quang đưa ra những hình ảnh phát triển bề nổi. Thế còn để sau đó, của cái sự phát triển đó, đó là 77% dân số Việt Nam là nông dân. Ở thành phố thì mình thấy là những cái sự phát triển này nọ, những cái building, những nhà cao tầng. Nhưng mà đi xa ra khỏi thành phố chừng 5-10 phút thôi, bước chân ra ngoại thành đó, thì cái hình ảnh của Việt Nam từ mấy mươi năm nay cho tới nay thì cái đời sống người nông dân có gì thay đổi chăng? Nông thôn và thành thị nó phải có cái sự chênh lệch, đấy là cái điều không thể tránh khỏi được. Nhưng mà thành thị sẽ đi trước và để kéo nông thôn đi lên cùng. Bây giờ Trung có điều kiện ra nước ngoài học, bạn thấy là trước đây 10 năm có ai nghĩ là dám gửi con em ra nước ngoài học không? Có bao nhiêu người có khả năng đưa con ra nước ngoài đi học, và những người đó thuộc thành phần thượng lưu trong xã hội là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ thuộc thành phần thành thị.
Còn trong khi mình đang nói ở Việt Nam đó, cái dân số chủ yếu nếu mình nhìn mặt bằng chung thì là dân số chủ yếu là nông dân. 77% là nông dân thì mình đâu thể lấy những cái hình ảnh mà 30 mấy%, mà trong cái 30 mấy% đó chỉ có chừng 50% thượng lưu đưa con ra nước ngoài du học để đem nói là Việt Nam phát triển. Đó, cái ý chị Trần nói đúng chỗ đó. Để mình nói với chị, phát triển một quốc gia là phát triển đồng bộ lại ngay chỗ đó đó. Cái mà Việt Nam không có là đúng nông thôn lại quá xa với thành thị. Cái vấn đề đó tụi mình quan tâm, tụi mình cố gắng giải quyết ở chỗ đó đó. Bạn nói rất đúng và em rất đồng ý với chị là ở Việt Nam bây giờ đang xuất hiện một tầng lớp gọi là tầng lớp thượng lưu, đó là cái biểu hiện rất rõ nét. Phát triển. Thế mà những cái tầng lớp thượng lưu đó có phải đó là những cái người có quyền, có chức trong xã hội hay không? Đó, mình nói đúng đó. Mấy bạn nói chuyện với nhau, nói bây giờ tao có mấy tỷ, bố cho tao xài, tao không biết xài ở đâu. Chung hiểu như vậy rồi, bây giờ không biết quan có hiểu điều đó hay không? Chứ nếu mà đó là mồ hôi công sức của mình làm ra, mình không dám xài hoang như vậy đâu bạn. Tất nhiên là bây giờ khi mà nói đến Việt Nam thì mọi người đều nghĩ đến cái tệ nạn tham nhũng. Em đồng ý với chị là tất nhiên là trong cái thành phần thượng lưu đấy thì không thể tránh khỏi là có những cái bộ phận, tất nhiên là không ít đâu, thì cái tiền đấy nói trắng ra là từ tham nhũng mà có. Nhưng mà Quang cũng nhìn nhận là những cái quyền lợi kinh tế, những cái sự phát triển kinh tế hình như là nó chỉ ở cái mặt nổi của những cái người thuộc thành phần thượng lưu, cho nên những thành phần có quyền có chức trong xã hội mà thôi, chứ còn đại đa số bộ phận người dân Việt Nam vẫn trong cái đời sống nghèo khổ, người nông dân Việt Nam vẫn thu nhập thấp và cái lạm phát ở Việt Nam vẫn cao. Mỗi một lần có một nhà báo viết lên những tệ nạn xã hội mà đụng tới những cái ông mà thì là cao trên giỡn á, là nhà báo đó bị kỷ luật ngay. Tại sao họ bị kỷ luật vậy? Quang ơi, hãy sống với cái cuộc sống thực đi. Bạn sẽ hiểu những cái lời, những người bạn tâm tình của bạn. Tức là bạn không đồng tình việc là tại Việt Nam rất phát triển thấp mà cho nên mới nghe. Chứ mình thừa nhận là Việt Nam... Mình hoàn toàn đồng ý với Thanh là nước Việt Nam mình xuất phát điểm thấp. Nhưng đã qua rồi giai đoạn đó. Đó, ý mình nói vậy. Việt Nam hiện giờ vẫn chưa phát triển đúng tầm mức của nó. Trong vòng 10 năm nữa trở lại. Cái ý của Thanh là mình hiểu là do mình bắt đầu bằng con số 0. Cho nên là bắt buộc đương nhiên là cái hiện trạng của mình phải chậm hơn so với những cái nước khác. Nhưng mà không phải bất cứ một quốc gia nào bắt đầu bằng con số 0 bây giờ cũng đang rơi vào cái tình trạng như Việt Nam, phải không Thanh? Thì đúng là như vậy, nhưng mà... Như vậy thì mình không thể đổ lỗi cái con số 0 đó là cái nguyên nhân khiến cho Việt Nam cứ trì trệ mãi. Có bao giờ Thanh đặt ra câu hỏi cho mình là vì sao có những cái quốc gia khác cũng xuất phát điểm thấp, cũng bắt đầu từ con số 0 như Việt Nam mà bây giờ họ hơn Việt Nam quá nhiều? Phải chi mà Việt Nam mình, chính phủ mình sau năm 75 phát triển liền, mở cửa liền, thì Việt Nam mình đã đỡ khổ hơn ngày hôm nay. Thế thì có chính xác không khi mình nói cái nguyên nhân của sự chậm phát triển là do cái hoàn cảnh lịch sử, hoàn cảnh chiến tranh? Và có chính xác không khi mình nói là do cái xuất phát điểm của Việt Nam nghèo, Việt Nam lạc hậu, Việt Nam từ nông nghiệp đi lên từ số 0, có chính xác hay không? Hay là nó do một cái nguyên nhân khác? Và cái nguyên nhân đó là gì? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi trên diễn đàn sáng thứ tư tuần sau. Trà My, Đồ Thế Giới. Làm thế nào để giúp Việt Nam tung cánh bay lên, sánh vai với bạn bè quốc tế? Và thanh niên cần phải làm gì để góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước? Đó cũng là nội dung trao đổi trong phần cuối loạt hội luận nhiều kỳ xoay quanh chủ đề này, với sự tham dự của bạn Quang, sinh viên tại Hà Nội. Trung mới qua Pháp du học được vài năm. Vinh và Đức, hai thanh niên trưởng thành ở Mỹ. Cùng với Hộ, một người trẻ định cư tại Canada. Từ lúc sinh ra, thương tao hai tiếng mẹ cha. Rồi lúc đi xa, yêu tao hai tiếng quê nhà. Cho nên có câu hỏi với Quang là Đảng Cộng sản Việt Nam lấy cái tôn chỉ Mác Lê làm đuốc soi đường, nói là đó là đỉnh cao của trí tuệ đó. Quang được học những điều đó thì Quang có bao giờ đặt ra câu hỏi là tại sao nước của mình đi theo những cái đỉnh cao trí tuệ, những cái ưu việt nhất trên thế giới mà lại là một trong những nước nghèo nàn lạc hậu nhất trên thế giới hay không? Việt Nam đang đi theo một cái lộ trình để có thể trở thành cái đỉnh cao của thế giới. Nhưng mà chúng ta cần thời gian chứ không thể là muốn một cái là có thể đến được ngay. Và khi nói về thời gian, mình tự tin là mình đang sở hữu những cái trí tuệ đỉnh cao của thế giới đó có đúng hay không? Hay là nên kế thừa những cái thành quả của những cái nước tiến bộ, của những cái xã hội văn minh phát triển? Em nghĩ là chính quyền Việt Nam cũng đã biết được là Việt Nam không phải là đỉnh cao gì của thế giới rồi, và chúng ta đang cần phải rất đúng học hỏi. Nhưng mà biết mà là không học theo, không làm theo thì nó cũng không có gì. Bạn Quang à, hồi nãy Quang nói là Việt Nam mình đi theo cái con đường đó cần một cái thời gian. Thế thì người mình hỏi là cái thời gian này nó 100 năm hay là 1.000 năm, người ta có thể chịu đựng lâu như vậy hay là không? Nhìn ví dụ như là Hàn Quốc năm 1953 là họ ngưng chiến với lại Bắc Hàn, thì từ những năm 80 lên họ trở thành một đất nước rất là mạnh. Thì tại sao Việt Nam mình còn có thời gian lâu như vậy, từ năm 45 cho tới bây giờ? Dĩ nhiên là mình có chiến tranh, nhưng mà mình đừng đổ thừa cho chiến tranh tất cả. Nhưng mà 62 năm rồi, nếu mà đảng lãnh đạo giỏi thì nước Việt Nam mình bây giờ đã tiến lên tới đâu rồi? Tại sao Vinh nói là Đảng Cộng sản Việt Nam không lãnh đạo giỏi? Tại vì họ không biết